mấy cái clip này mấy năm trước á, mình làm cho nó cao quá, rồi mấy cây dừa, cây xoài, cây mít, mặn cầu đủ thứ loại, thành ra là nó tới mùa khô như vậy là nó không có đủ nước để nó tốt, rồi cao quá thì nó cũng dở nữa, nó không có giữ ẩm được. Mình thử ra bây giờ cho xe nó vào, nó làm lại hết, hạ lại mấy cái clip này. Ở đây một số chỗ đã làm xong rồi nè, cho mọi người coi để cho biết, chứ cũng làm tốn kém cũng hơi ngán lắm mọi người ơi. Đây đó, sáng nay có cây mưa nè, con cây mưa, thành thử ra là thấy ở dưới mặt đất nó có nước đọng đó, rồi cây có như vậy thì nó cũng có sức sống hơn đó. Hy vọng đợt này làm lại như vậy rồi thì ba cái cây cối mình trồng là khoảng năm sau là nó xum xuê, xoài rồi mít này nọ rồi dừa ở đây là trái cũng nhiều mà ít có vào đây quá, thành thử ra ở xóm ăn giùm nhiều hơn là mình ăn, lâu lâu vô bẻ được một trái hai trái. Bây giờ làm lại này, như mọi người thấy mấy cái clip này không, quá sâu nè, giờ phả lại thì đất này nó vẫn cao hơn mặt lộ đó. Phả xong rồi bắt đầu làm mấy cái mương nhỏ để cho nước nó sẽ đổ về đó, nó thoát nước, để lỡ nhiều khi mưa dầm mưa về đó nó động lại mà nó động nhiều quá thì nó cũng làm úng cây. Ở Phú Quốc thì nó lạ cái là khi mưa là mưa xối xả, mưa dầm mưa về mà lượng mưa nó rất lớn, lượng mưa là gấp mấy lần ở trong đất liền, mưa dữ lắm mọi người. Ở đây mình có làm một cái ao nè, làm một cái ao để khi mùa mưa đó nó sẽ thu nước về đây, rồi tới mùa nắng mình có nước mình tưới đó, cho mọi người coi cái ao nè. Đây này để tưới nước, chứ không mấy tới mùa khô thì không có nước để tưới. Làm bữa này cũng cả tuần lễ rồi, chắc 2-3 hôm nữa là xong ở trong này. Xoài này 4-5 năm này nè mọi người, 4-5 năm này mà không thấy tốt gì hết. Cái đất ở Phú Quốc thì nó có nhiều loại lắm nha mọi người ơi. Như cái đất ở trong rẫy mình thì đất này là đất đỏ. Cái đất này mà mưa xuống nó lầy lắm. Nó lầy lắm, chạy xe chợt té liền. Nhưng mà khi mà mùa khô nó cứng như đá. Đó, mọi người thấy cái màu đó nè. Nó giống như là nó có lớp phèn. Hạ cót xuống vậy đó thì nước nôi là ok, nhưng mà mình phải làm mấy cái rãnh để nước nó mưa nhiều quá thì nó sẽ có chỗ nó thoát, chứ không mấy thì cây nó cũng tiêu hết. Ở đây mấy cây dừa thì mình hạ clip xong rồi thì mình vẫn để nó lại y như trước đây, giống như là mình mô đất lên vậy đó, nó cao cao vậy nè, để tránh cái tình trạng mà nó ngập đó, thì mấy cây dừa này nó vẫn sống tốt. Đất ở ngoài này nó cũng có nhiều loại, có những cái chỗ á cua be mà môi xuống nó toàn là cát không, cát sạch luôn, cát đó có thể là xây dựng được luôn. Còn có nhiều chỗ thì là đất pha cát, có nhiều chỗ thì đất đỏ, nhiều loại lắm.
mình cũng không hiểu, không hiểu là tại sao lại như vậy nữa. Ở ngoài này nắng thì cũng gắt lắm, nhưng mà được cái ở ở ngoài đảo thì gió nó nhiều, thành thử ra nó cũng mát. Bên đây có vườn xoài của ông bạn, tốt quá trời tốt. Đây nè mọi người dòm nè, tốt lắm đó, đã chưa. Mình thấy là ở ngay khu vực này đó, chỗ khác thì mình không rành. Trồng cây mít là tốt nhất, hiệu quả nhất. Cây mít mình trồng xuống rồi ngay cái mùa mưa này nè, mình mua cây ở mấy cái vựa kiển đó, mình mua mình trồng, mình trồng xong là tới hết mùa mưa như vậy thì mình bỏ luôn, mình không tưới, nó vẫn sống, sống khỏe đó. Nắng coi nào, nắng cây mít nó vẫn tốt, nó chịu được cái thời tiết nó khắc nghiệt, công nhận hay thiệt. Mình trồng nhiều loại cây rồi nhưng mà thấy cây mít là ok nhất. Các anh chị nào mà có đi du lịch Phú Quốc rồi á, mà đi ngay cái dịp mùa mưa này á, thì cũng thấy hơi bất ngờ. Trời đang trong xanh vậy đó, rồi tự nhiên mây đen kéo đến cái một á, là mình cũng trốn không kịp. Thấy mây đen như vậy là thấy là mưa liền, mưa liền, chạy không kịp. Ở trong đất liền á, thì mình thấy mây khoảng 5-10 phút sau là mới có mưa. Còn ngoài này vừa thấy mây thôi là kiếm chỗ trốn mà trốn không kịp, nhanh lắm. Đây xe đang làm nè mọi người. Tranh thủ làm, tranh thủ làm để mưa 2-3 cây liên tục rồi thì cô bé làm cũng không được, tại vì mưa xuống đất nó mềm. Đất nó mềm rồi nhiều khi nước nó ngập quá rồi xe cũng đâu có chạy được, đâu có làm được. Cô bé đang làm. Sáng nay có cái mưa lớn. Ở đây dừa có cái trái nè mọi người, trái cây dừa thì hồi trước nhiều lắm, do mình không có đi vào thường xuyên đó rồi cũng không có thu hoạch được. Sáng nay mưa có nước động nè mọi người thấy chưa, đây nó có cái ao mà nó có sen ở dưới nè mọi người. Sen này. Đó. Cái ao này để đặt máy người ta bơm nước lên tưới cây. Có sen nè, sen trồng ở dưới nè, có bông nè. Mọi người thấy đẹp chưa? Ok. Rồi đợi, bao qua liền. Hả? Được, bao qua được. Đợi đi, nha.
đây hạ cái hàng dừa này nữa là xong xuôi. Đó, coi như là cả hơn 10 ngày mới làm xong ở trong này. Mấy cái dừa này nó cao quá mọi người, cao quá, nó cao nó nằm thông thốc ở trên nè. Thử ra giờ mình hạ nó xuống, hạ xuống để mưa xuống đó, rồi nó cũng đủ nước để nó sống, nó mau lớn lắm. Con hàng này nó hơi cao, hạ xuống hoàn thành hết rồi nè mọi người, thấy không? Giờ là cái vườn nó sạch cỏ rồi, có mưa xuống thì có nước đọng ở trên đất nè, cây cối nó cũng có thấy nó sức sống hơn. Này mình sẽ để mình trữ nước lại á, lúc cái mùa mưa nó qua rồi ra tới tháng nắng á, thì cái ao này mình sẽ có nước để mình tưới nha mọi người. Vì cây cối trong này sắp tới thì cũng định trồng rau cải này kia, rồi mấy cái cây lớn này nó cũng sẽ thiếu nước khi mà mùa khô đến đó, mình cũng trữ nước lại rồi đặt cái máy bơm đó, mình sẽ tưới. Bữa nay nữa là hoàn thành. Trước đây làm lít nó cao quá, nó dở, cây trồng mấy năm trời càng tối, bắt buộc phải hạ xuống. Như thì mọi người thấy cây mít này, cây xoài này. Thua. Đấy, bây giờ là ngon rồi nè. Mưa xuống là nó sẽ có nước nó đọng lại xung quanh, nó hút nước lên để nuôi thân, cây nó mới tốt được. Mấy cái này hạ xuống chắc nó im. À, hồi trước trồng cái bầu nó nhỏ xíu à. Đẩy qua cho nó ngay được rồi, đẩy ngược lại cho nó ngay được rồi.
tại thì mảnh vườn mình đã hạ liếp, rồi hạ mấy cây dừa nó ở trên cái nền đất nó cao quá đó mọi người. Rồi bây giờ mình đã làm lại nó bằng thẳng rồi, nó cũng tương đối, nhìn thấy nó cũng mát mắt nè mọi người thấy chưa. Hy vọng là qua năm sau là mấy cây ăn trái là mình trồng vài năm trước đây đó, xoài, mít, rồi mãng cầu, dừa, đó, qua mùa mưa này nó sẽ tốt lên, để năm sau là cũng phải có thu hoạch chứ. Cái trồng hoài mà không thấy thu hoạch trái gì hết thì cũng buồn lắm đó. Rồi video ngày hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video để coi Đông Đảo Phú Quốc làm vườn làm rẫy. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.